Rồi, hôm nay mình sẽ đi tiếp vào bài tiếp theo của ngày hôm trước. Ngày hôm trước thì mình đã đi vào những cái hàm xử lý mảng, à nhầm, sorry, những cái hàm xử lý chuỗi trong ngành PHP. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái phần là xử lý form trong PHP thì mình sẽ đi vào mảng trước, sau đó thì mình đến là phần xử lý về form. Đấy, bởi vì cái phần xử lý về form thì nó cũng khá là liên quan đến cái mảng của mình. Rồi, thì mình đi tiếp vào bài hôm nay được chưa? Alo, Được rồi thầy ạ. Báo với thầy. rồi, ok. Thì đây, đợi chút thầy xe cái màn hình. Hôm nay của mình là ngày 07 đúng không? Ok. Mình sẽ đi vào ngày hôm nay nhá. Các bạn nhìn nhìn rõ màn hình của thầy chưa? Rồi Ok, thầy. Rồi thầy ạ. rồi, ok. Hôm nay mình sẽ đi vào phần trước khi vào xử lý form thì mình sẽ đi vào mảng. Thực tế mảng thì các bạn cũng đã làm quen khá là nhiều trong các ngôn ngữ lập trình khác rồi. Nhưng mà trong thằng PHP này của mình thì nó cũng có mảng. Đấy, mà trong PHP thì nó định nghĩa của nó không khác gì các ngôn ngữ lập trình khác đâu, có nghĩa là nó cũng chỉ là một cái, nó giống như là một cái biến, là một cái cấu trúc dữ liệu mà mình có thể sử dụng để lưu trữ một hoặc là nhiều cái giá trị cùng một kiểu trong một cái đại lượng đấy thôi. Đấy, thì thay vì chúng ta chỉ lưu trữ được một giá trị thì chúng ta có thể lưu trữ được nhiều giá trị, đấy, một hoặc là nhiều giá trị trong cùng một cái đại lượng. Thì đấy là về định nghĩa về mảng. Thế trong thằng PHP này nó có một cái hơi khác so với lại các cái ngôn ngữ lập trình khác, đấy là nó có, đầu tiên là có cái mảng thông thường, thì tất nhiên là mảng thông thường của mình nó cũng giống với lại các ngôn ngữ kia đấy. Ngoài ra thì nó còn một cái phần mảng nữa là nó được coi như là một cái đặc sản của thằng PHP, đấy là mảng về định danh. Thì mình sẽ đi dần dần vào từng cái mảng đấy một, đấy sau đó thì mình sẽ demo, sẽ có cái phần demo của từng cái loại mảng đấy một. Rồi, đầu tiên của mình sẽ là mảng thông thường. Ok, mảng thông thường của mình thì cũng giống như mấy thằng ngôn ngữ lập trình trước đây mình đã học thôi. Tuy nhiên cái cú pháp khai báo mảng thông thường trong thằng PHP thì nó sẽ là như sau. Giả sử chúng ta có một cái mảng về sản phẩm chẳng hạn, product. Rồi, thì cú pháp khai báo nó sẽ là như sau. Đầu tiên sẽ là tên của mảng này. Đấy, sau đó cái giá trị của mảng sẽ được thêm vào bằng cách là chúng ta sử dụng cái hàm là array. Đấy, mình sẽ sử dụng hàm array là để thêm các cái giá trị cho cái mảng, và trong cái array này sẽ chính là từng cái phần tử một của mảng. Vậy thì ví dụ chúng ta có phần tử đầu tiên chẳng hạn như là hàm iPhone đi, iPhone 12 chẳng hạn. Phần tử thứ hai chúng ta có Samsung Galaxy. Phần tử thứ ba Xiaomi. Ví dụ như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái mảng products và nó có 3 phần tử. Đấy, trong này là 3 cái sản phẩm. Rồi, thì đây là cú pháp để chúng ta khai báo ra một mảng trong thằng PHP. Khai báo bằng hàm array. Đó, và để chúng ta có thể kiểm tra được cái mảng này thì mình có thể là dùng VADM. Chúng ta sẽ VADM và trong này mình sẽ truyền vào cái mảng mà mình muốn kiểm tra, products. Phải. Rồi, sang bên này kiểm tra.
À, thì đây là cái mảng của mình. Đó, đây là cái mảng khi mà mình va đâm nó ra. Đấy, thế thì để cho chúng ta dễ nhìn hơn. Đấy, để chúng ta có thể dễ nhìn hơn. Thì khi mà chúng ta va đâm ngoài ra này thì các bạn có thể là eco cho một cái dòng. Eco cho một cái thẻ là free. Đó, để nó cho coi như là nó định dạng lại cái phần hiển thị của mình. Đấy, cho nó dễ nhìn hơn. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái phần hiển thị trên này. Rồi khi mà mình va đâm thằng product ra thì có phải là nó ra một cái array không? Đấy, nó sẽ ra một cái array là một cái mảng. Và trong mảng này thì hiện tại nó đang có là ba phần tử. Đấy, cái phần tử đầu tiên, tất nhiên là trong mảng này thì nó cũng mảng ở trong PHP ấy, đối với cái mảng thông thường thì nó cũng sẽ được đánh cái index bắt đầu từ 0. Nó 0 1 2. Đó, vậy thì ngoài ra khi mà chúng ta va đâm một cái mảng thì nó sẽ hiển thị thêm cho chúng ta những cái thông tin ngoài cái việc là nó hiển thị index ra nhá. Đây là index này. Đấy, còn phần dưới này thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là kiểu dữ liệu. Đấy là, thì kiểu dữ liệu của các phần tử bên trong mảng ấy. Đấy, thì hiện tại kiểu dữ liệu của mình nó đang là string. Và cái 8 này, này nó là độ dài của cái kiểu dữ liệu đấy. Đó, độ dài của cái giá trị đấy. Sorry. Đấy, bên bên cạnh nó thì nó là cái giá trị của cái phần tử đầu tiên. Đấy, chính là iPhone 12. Tương tự bên dưới này của mình cũng vậy. Đấy, phần tử thứ nhất có kiểu dữ liệu là string, số ký tự là 14 và bên này sẽ là cái giá trị. Đó, vậy thì cái mảng thông thường bên trong PHP nó gần như nó không có gì khác so với các mảng bình thường của các cái ngôn ngữ lập trình khác cả. Đấy, nó khá là giống thôi. Đó, vậy thì khi mà chúng ta có một mảng rồi, ở đây chúng ta mới chỉ là va đâm thôi nhá. Đấy, và mình muốn là lấy ra tất cả những cái giá trị bên trong cái mảng đấy. Thế thì chúng ta làm thế nào? Trong thằng PHP, thực ra là chúng ta hoàn toàn có thể dùng dùng vòng lặp for để chúng ta duyệt mảng. Do vòng lặp for là vòng lặp khá là cơ bản để có thể duyệt mảng. Đấy, tuy nhiên, ngoài vòng for ra, trong thằng PHP này, thì mình sẽ có vòng lặp for x. Thực ra for x thì các bạn cũng có thể là đã làm quen trong cái môn JavaScript rồi. Đấy, thì trong thằng PHP này nó cũng sẽ có là for x. Thế thì for x nó hoạt động như thế nào? Rồi, ở đây chúng ta có một mảng là product đúng không? Và chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp là for x. Vòng lặp for cũng được nhá. Tuy nhiên vòng lặp for thì các bạn sẽ phải đếm cái chúng ta sẽ phải đếm cái số phần tử có trong mảng. Rồi, mình sẽ phải dùng hàm cao để mình đếm cái số phần tử có trong mảng. Thế thì thay vì là việc chúng ta phải đếm như vậy thì mình sẽ sử dụng for x, nó sẽ thuận tiện hơn. Còn thuận tiện hơn ở đâu ấy thì sau khi mà chúng ta demo cái phần này thì các bạn sẽ thấy được. Rồi, for x. Đây, mở đóng tròn, mở đóng ngoặc nhọn. Bên trong này sẽ là cái phần lệnh xử lý. Còn bên trong cái mở đóng ngoặc tròn này là gì? Thì cái thằng for x này, cái đầu tiên mà chúng ta cần phải truyền vào, đấy chính là cái mảng mà mình đang cần duyệt. Yeah. Cái thứ hai thì nó cũng có một cái giống với lại cái for bình thường, đấy là nó phải có một cái biến chạy. Yeah. Thì mình cũng sẽ phải là khai báo ra một cái biến chạy khi mà chúng ta bắt đầu cái for x ấy, thì ngoài cái việc mình truyền vào đây cái mảng của mình thì mình cũng sẽ phải truyền vào đây một cái biến chạy. Đấy, ví dụ thầy truyền vào một cái biến chạy nhá, as nếu cú pháp này as đô la thầy đặt nó là item chẳng hạn. Yeah, vậy thì item ở đây này, item ở đây nó sẽ đại diện cho từng cái phần tử một trong cái mảng đấy, trong cái mảng product này. Ở vòng lặp đầu tiên nhá, ví dụ vòng lặp đầu tiên thì cái item này nó sẽ chính là thằng iPhone 12. Còn vòng lặp thứ hai thì cái item nó là thằng Samsung Galaxy. Còn vòng lặp thứ ba thì cái item nó là Xiaomi. Đó, thì khi mà chúng ta dùng for x nó sẽ có một cái điểm nó ok hơn so với việc là chúng ta dùng for bình thường. Đấy là khi mà dùng for bình thường thì chúng ta phải xác định là cái mảng đấy của mình nó có cái độ dài là bao nhiêu. Đúng không? Mình sẽ phải đếm được cái số phần tử trong mảng đấy. Tuy nhiên khi mà dùng for x này, vì là nó sẽ chạy qua tất cả những cái phần tử trong mảng, cho nên nó không cần quan tâm đến việc là trong cái mảng đấy có bao nhiêu phần tử. Đấy, mà nó sẽ chạy hết. Có bao nhiêu phần tử thì nó sẽ duyệt qua tất cả những cái phần tử đấy. Đấy, và mỗi một lần duyệt thì cái item này nó sẽ được gắn bằng cái giá trị của cái phần tử trong mảng.
Đấy, và bây giờ mình muốn là lấy ra cái giá trị của tất cả những cái phần tử bên trong mạng, thì rõ ràng là mình sẽ phải là y câu rằng là item. Đấy cả, vì vòng đầu tiên là iPhone mà, thì khi mà mình y câu nó ra thì nó sẽ hiển thị ra là iPhone 12. Đấy, tiếp tục mình sẽ hiển thị tiếp những cái thằng tiếp theo, thì đồng nghĩa với việc là trong này chúng ta chỉ cần một cái lệnh là y câu đô la item. Đấy, thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ chạy lặp qua hết tất cả những cái mục, những cái phần tử trong mạng và nó hiển thị ra đây. Đó. Rồi sau này mình check lại. À, bây giờ nó hơi sát với nhau, nó hơi dính với nhau. Thì chúng ta có thể đây, thêm cho nó một cái ý câu gì vậy. Đó, thì nó sẽ xuống dòng. Yeah, thì có phải là bây giờ chúng ta đã lấy được ra tất cả những cái phần tử bên trong cái thằng thằng product của mình không? Bất kể nó có bao nhiêu phần tử nhá, thì khi mà mình dùng for x thì nó sẽ lặp qua tất cả những cái phần tử đấy và nó hiển thị ra. Đấy, thế thì đấy là lặp và hiển thị một cái mảng thông thường. Đấy, thực ra nhá, chúng ta có thể hiển thị bằng cách là sử dụng cái index. Do vì đây nó là index này. Đây là index của một cái phần tử trong mảng. Thì hoàn toàn mình có thể sử dụng cái index để mình hiển thị ra cái giá trị của cái phần tử đấy. Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn hiển thị cái giá trị của phần tử có index bằng 2. Đúng không? Mình muốn hiển thị cái giá trị của nó. Thì mình chỉ cần là gì? Rồi, equal. Gọi tên cái mảng này ra. Product. Vừa đóng vào vuông. Truyền vào đây cái index của nó. Ví dụ index của nó bằng 2. Thì chúng ta truyền vào đây là 2. Đấy, sau này chúng ta kiểm tra. À. Đó, thì nó cũng sẽ in ra cái giá trị của cái index bằng 2 cho mình. Đấy, thì đấy là về phần mảng thông thường. Thế thì với cái mảng thông thường này, mình cần lưu ý một số điểm. Đấy là cái key ở trong một mảng ấy, thì thông thường nó sẽ gọi là một cặp. Và với mỗi một cái phần tử nó sẽ là một cặp, thì nó cái cặp đấy nó sẽ là key ở đây và value. Được chưa? Nó sẽ là key và value ấy. Key 2.value này. Đấy, thì luôn luôn trong một cái phần tử bên trong mảng thì nó sẽ đi kèm với nhau như vậy, là đều có key và đều có value. Đấy, thế thì cái key trong một cái mảng thông thường mặc định của nó nó sẽ là sử dụng cái số 012. Nó tự động nó sẽ được gán cái index bắt đầu, hay là còn gọi là key ấy, nó sẽ bắt đầu từ 0. Đây, lưu ý các key được tự động gán khi khởi tạo mạng. Đấy, và chúng ta có thể là thông qua các cái key đấy để mình lấy ra được những cái giá trị bên trong của một cái phần tử. Thì đấy là mảng thông thường. Cái này thì cũng giống với các ngôn ngữ lập trình khác, thì chắc là các bạn cũng không có gì lạ lẫm. Đúng không? Nhìn chung là cũng không có gì là quá lạ lẫm với cái này, đúng không? Thế thì ngoài cái việc là chúng ta có một cái mảng thông thường trong PHP đấy, thì mình sẽ còn một cái thằng nữa đấy, và cái thằng này đặc biệt hơn so với cái mảng bên trên. Nó được gọi là mảng định danh. Rồi, thì cái mảng định danh này thay vì những cái key ở đây này, bình thường chúng ta mặc định nó sẽ là 012 đúng không? Thế thì khi mà chúng ta muốn lấy giá trị của một thằng bất kỳ ra, thì rõ ràng là mình sẽ phải dựa vào cái key đấy để mình lấy ra. Tuy nhiên trong trường hợp nếu như cái mảng đấy nó có nhiều cái phần tử, thì cái việc mà chúng ta phải tìm xem là cái key đấy, cái key mà mình muốn lấy ra ấy, nó nằm ở vị trí bao nhiêu, là key thứ bao nhiêu, thì lúc đấy chúng ta mới truyền vào được. Đấy, thế thì nó sẽ khó khăn hơn trong cái việc là chúng ta lấy giá trị của một cái phần tử ra.
Đấy, nên là thằng PHP nó đã sinh ra một cái mảng nữa, nó gọi là mảng định danh. Thế thì thay vì là mình sử dụng cái key là 012 thì nó được sẽ được thay thế bằng một cái chuỗi. Giờ nó vẫn là key nhưng mà nó không phải là số 123 nữa, 0123 nữa, mà nó sẽ là chuỗi. Đấy. Đấy, thế thì để rõ ràng hơn này thì chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ như sau nhá. Chẳng hạn ở đây thầy khai báo ra một cái mảng mới đi. New product. Array. Rồi bên trong này bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chuyển cái giá trị vào sau nó. Vậy thì thay vì để giá trị mặc định, key mặc định của nó là 012 thì bây giờ mình sẽ khởi tạo luôn cho nó cái key. Ví dụ như thằng đầu tiên kia là iPhone 12 thì nó sẽ thuộc về Apple, thì mình có thể khởi tạo cho nó một cái key là Apple ạ. Apple. Thì đây là key và cái giá trị của nó. Đấy, để truyền giá trị cho cái key Apple này thì đây sẽ là cú pháp dấu bằng và dấu lớn hơn. Đó, hay gọi là dấu mũi tên ấy. Đấy, đằng sau này nó sẽ là giá trị. Thì nó sẽ là gì? iPhone 12 ở đây. Đấy, thì đây sẽ là phần tử đầu tiên trong cái mảng đấy. Tiếp theo, mình sẽ có phần tử thứ hai và mình sẽ là gán cho nó một cái key nữa. Ví dụ thằng này là của Samsung đúng không? Gán cho nó một cái key là Samsung. Rồi, giá trị chính là thằng Samsung Galaxy ở đây. Đấy, tương tự với thằng thứ ba của thằng Xiaomi. Rồi. Và bây giờ mình có thể là va đăm thằng new product ra này để mình kiểm tra cái mảng của mình. Va đăm new product. Rồi, sao này reload. À, thằng kia nó không xuống dòng à? Đi go free xong. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy, đúng không? Nó vẫn sinh ra cho chúng ta một cái array, một cái mảng gồm 3 phần tử. Tuy nhiên bên trong này thì cái key của nó không phải dùng index nữa mà nó là dùng dùng một chuỗi. Thay vì nó dùng index thì nó sẽ dùng chuỗi. Đấy, thực tế ra thì nó về cách sử dụng thì nó cũng là giống index thôi. Tuy nhiên thì khi mà mình nhìn vào chuỗi này này thì vì là nó định danh nó rõ ràng cho nên là khi mà mình sử dụng, mình muốn lấy ra giá trị của thằng nào ấy thì mình hoàn toàn mình có thể là dựa vào cái key này để mình lấy ra, nó dễ dàng hơn. Yeah. Đấy, còn phần bên dưới thì nó vẫn hiển thị ra là kiểu dữ liệu và cái giá trị của cái phần tử đấy. Thế thì khi mà chúng ta muốn lấy ra một cái giá trị mà sử dụng key trong cái thằng mảng định danh thì nó cũng tương tự với việc là chúng ta sử dụng cái index ở trong mảng thông thường thôi. Đấy, thì hoàn toàn mình vẫn có thể là echo nó ra. New product. Rồi, mở đóng ngoặc vuông. Bên trong này sẽ là thì Apple. Đấy, ví dụ chúng ta echo ra thằng Apple thì khi mà chúng ta reload nó sẽ hiển thị ra cái giá trị của cái thằng mà có key là Apple. Đấy, nghĩa là iPhone 12 ở đây. Đấy, tương tự với lại mấy thằng bên dưới cũng vậy. Đúng không? Giả sử mình echo ra thằng Xiaomi đi. Được. Thì nó sẽ ra là gì? Xiaomi Mi 11. Đó. Thì cái thằng mảng định danh này. Ngoài việc là chúng ta sử dụng cái key của nó để lấy giá trị thì nó cũng tương tự với lại cái thằng bên trên. Đấy là mình có thể dùng for, mình có thể dùng for x để mình lấy ra toàn bộ cái giá trị trong mảng đấy. Nhớ, ví dụ bây giờ chúng ta dùng for x để chúng ta duyệt mảng nhé. Tương tự với thằng bên trên đúng không? For x. Rồi, mình sẽ duyệt cái mảng là $ new products as. Rồi, $ cho một cái biến. Thì trong cái for x, khi mà chúng ta duyệt cái mảng mà có định danh thì nó sẽ hơi khác một chút so với việc là chúng ta duyệt mảng thông thường. Đấy là mảng định danh thì nó sẽ luôn luôn đi theo cặp là key và value. Vậy nên khi mà chúng ta dùng for x thì chúng ta cũng phải xác định ra là key và value.
Đấy à? Đô la ki này. Nắm được cái này không nhỉ? Có. Đấy, đô la ki nhá, thì nó chính là cái ki này. Đấy, tiếp đến, đúng không? Thì cái ki này nó chứa cái giá trị là gì ấy? Thì rõ ràng là bên trong này mình sẽ phải là gì? Cho vào đây một cái dấu mũi tên. Đó, để xác định được cái giá trị của thằng ki đấy là gì. Rồi, thì đằng sau này nó sẽ là khai báo một cái biến nữa là value để chứa giá trị của thằng ki đấy. Đó, thì đối với lại cái mảng định danh này này, khi mà chúng ta hiển thị ra thì hoàn toàn nếu như chúng ta muốn chỉ hiển thị ra ra key thì mình chỉ cần echo cho cái thằng đô la key là nó sẽ hiển thị ra key thôi. Đây, sau này reload này. À, cho cái thằng free vào đây. Đấy, khi mà chúng ta chỉ hiển thị ra key thì nó sẽ chỉ show ra cho mình là tất cả những cái key nằm trong cái mảng đấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn muốn là nó chỉ hiển thị ra value thì chúng ta đưa vào đây là echo thằng value. Đấy thì nó sẽ chỉ hiển thị ra giá trị thôi. Là nó sẽ chỉ hiển thị ra giá trị ở đây thôi. Đó. Đấy, vì sao? Vì mỗi một lần lặp đúng không? Thì rõ ràng là cái key này của mình nó sẽ chạy qua tất cả những cái key ở đây. Được chưa? Nó sẽ chạy qua tất cả những cái key. Còn value ấy thì nó sẽ chạy qua tất cả những cái value bên này. Đây. Đấy, nó sẽ chạy qua tất cả những cái value đấy. Và do là chúng ta mỗi một vòng lặp ấy thì nó sẽ hiển thị ra một cặp là key và value. Thế là nó sẽ lấy ra được một cặp là key và value này. Nghĩa là lần đầu tiên nó sẽ lấy ra được toàn bộ cái thằng phần tử đầu tiên. Đấy, lần thứ hai nó sẽ lấy ra toàn bộ thằng Samsung này. Đấy, cho nên là nếu như chúng ta muốn là hiển thị cả key và cả value ấy, thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ phải echo ra cả key và value của một cái phần tử đấy. Đấy, thế thì hoàn toàn chúng ta có thể echo ra trong một dòng ở đây. Đô la key. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn để như này hoặc là các bạn để dấu cộng này. Được chưa? Vì sao bên này khi mà reload nó sẽ báo là gì? Lỗi. Được chưa? Không hỗ trợ cái toán tử này. Nó sẽ không hỗ trợ cái toán tử này. Vậy thì thằng key này thì rõ ràng nó sẽ trả về cho chúng ta là một chuỗi đúng không? Thằng value này nó cũng trả về cho mình là một chuỗi. Thế tuy nhiên cái phép cộng chuỗi ở trong cái thằng PHP thì nó không phải là dấu cộng mà nó là dấu cộng là dấu chấm. Đấy thì chúng ta sẽ phải thay bằng dấu chấm ở đây. Và sang bên này reload. À, lúc này thì nó mới mới hiển thị ra cho chúng ta là key này và value. Đó. Được chưa? Và để có thể là phân tách rõ ràng hơn giữa key và value ấy, thì mình hoàn toàn mình có thể là cộng thêm một cái chuỗi hai chấm nữa. Được chưa? Hoàn toàn mình có thể cộng thêm một cái chuỗi hai chấm nữa ở đây này. Đấy, sau đó mới cộng với thằng value. Thì lúc đấy không, thì lúc đấy nó sẽ phân tách rõ ràng hơn cho các bạn là đây là key, đây là value. Vừa có bạn nào chat gì nhỉ? Các bạn giơ tay. À, rồi. Trần Khánh Linh giơ tay gì ấy? Nếu không thì các bạn để ý đây nhá. Đấy, trong cái mảng định danh này thì luôn luôn là có key và value này. Thấy chưa? Và tiếp theo khi mà chúng ta dùng for x để lập một cái mảng định danh thì cú pháp của nó sẽ là có cả key và có cả value. Đấy, ngoài cái việc là nó đưa vào đây là cái mảng mà mình muốn duyệt thì nó sẽ đưa vào cả key và cả value nữa. Đấy thì đấy là lưu ý đối với một cái mảng định danh. Đến đoạn này thì có khúc mắc gì không? Hiểu ạ. Hiểu hết ạ, hiểu. Rồi, ok. Thế thì mình sẽ áp dụng cái thằng 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 mảng này nhá. Đấy, thầy cho các bạn một cái phần 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 thực hành. Đấy, tuy nhiên trong cái phần thực hành đấy thì nó sẽ có một cái phần mà các bạn chưa học. Đấy ạ. Trong cái phần đấy nó sẽ có một phần mà chúng ta chưa học và tí nữa chúng ta sẽ học vào cái phần đấy. Thì coi như là các bạn đi xem trước có thể đi. Được chưa?
coi như là các bạn đi search Google cái phần đấy các thầy đi, sau đó tí nữa mình sẽ đi vào phần đấy. Rồi đợi chút nha, thầy sẽ gửi cho các bạn cái bài lên trên Classroom để chúng ta thực hành một chút, sau đó chúng ta sẽ lại đi tiếp. Rồi nhá, có một vài cái có hai bài, chính xác là chúng ta sẽ có hai bài trong cái Classroom đấy, thì mình sẽ dành ra một vài phút để mình sẽ đi vào hai cái bài đấy. Sau đó mình lại tiếp tục. Rồi ok, đi tiếp nha. Rồi thì thực tế là ngoài việc là chúng ta sử dụng for x thì mình vẫn có thể sử dụng for để mình lặp hiển thị ra tất cả những cái phần tử trong mảng. Đây, thầy ví dụ cho một cái cho dễ. Đây, hiển thị cái thằng bên trên này đi. Đấy, thay vì là echo ra một cái dòng. Rồi, mình sẽ có vòng lặp for ở đây. Khai báo một cái biến chạy y bằng 0 nhỉ ạ. Y hoặc là index gì đấy. Tôi để index dễ hiểu. Không, cho phải. Cái thằng index của mình nó sẽ phải nhỏ hơn cái gì, độ dài của mảng đúng không? Đó, bình thường các bạn sẽ có là nếu mà trong JavaScript sẽ là cái product.length. Nhưng mà trong thằng PHP này thì mình sẽ phải đếm cái số phần tử bằng cách là chúng ta sử dụng cái hàm count này và đếm xem là trong cái mảng của mình có bao nhiêu phần tử. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ count cái thằng product đấy để đếm nó. Rồi cuối cùng thằng index kia cộng. Rồi, bây giờ chúng ta mới lại echo ra đô la product. Rồi, chuyển vào đây là đô la index. Nó phải hiển thị ra. Đúng nhỉ? Đây. À, để xuống dòng nữa. Sau đó xuống dòng nữa. Đó, thì đây chính là cái phần mà chúng ta sử dụng vòng lặp for để hiển thị ra tất cả những cái phần tử bên trong một cái mảng. Thì khi mà hiển thị ra nó không khác gì so với việc là chúng ta sử dụng for x. Đấy, chỉ có điều for x thì chúng ta cú pháp của nó sẽ ngắn gọn hơn và nó sẽ không cần phải quan tâm đến lại cái độ dài của cái mảng đấy. Đấy, còn hoàn toàn thì khi mà sử dụng for hay là sử dụng for x thì mình vẫn lấy ra được cái phần tử bên trong mảng như nhau hết. Đấy, chỉ có điều thằng for x nó ngắn hơn nhá. Đấy, cú pháp của nó thì dễ hiểu hơn so với lại cái phòng for bình thường này. Đấy, đỡ phải viết nhiều. Rồi, ok. Thì sau khi mà chúng ta đi vào mảng rồi thì rõ ràng là nó cũng giống như cái phần chuỗi. Thì trong mảng nó cũng sẽ có những cái hàm để xử lý về mảng. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một số những cái hàm gọi là thông dụng để xử lý mảng. Đấy, thêm mới rồi thì xóa đi, rồi thì thêm một cái phần tử bất kỳ vào trong mạng, thêm vào một cái vị trí bất kỳ vào trong mạng. Rồi ngoài ra thì mình có thể kiểm tra xem là trong mảng đấy nó có một cái giá trị nào đấy mà mình muốn tìm hay không. Đấy thì đấy cũng là một trong những cái hàm mà hay sử dụng với thằng mảng này. Rồi thì mình sẽ đi vào nó. Rồi, đa phần khi mà thao tác với mảng thì nó sẽ có những cái hàm mà xử lý đầu tiên nhé, thì những cái hàm mà xử lý mà chúng ta gặp nhiều nhất đấy là thêm sửa xóa, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi vào thằng đầu tiên, thêm này,
À, chúng ta tạo ra mảng thì hoàn toàn là chúng ta có thể thêm được các cái phần tử vào trong mảng. Thì trong cái thằng PHP này nó có những cái hàm mà khá là giống với lại JavaScript để xử lý về mảng, để thêm một cái phần tử vào trong mảng. Khi mà thêm phần tử vào mảng thì nó sẽ có thêm vào đầu, thêm vào cuối và thêm vào một cái vị trí bất kỳ. Ví dụ khi mà chúng ta muốn thêm một cái phần tử vào đầu đầu mảng thì trong thằng PHP, trong thằng JavaScript nó có một cái hàm để các bạn có thể là thêm một cái phần tử vào mảng, đúng không? Nhớ cái hàm unzip không? Unzip này. Đấy, hàm unzip này. Thì trong JavaScript thì nó là hàm unzip. Tuy nhiên trong thằng PHP thì nó sẽ là hàm array gạch dưới unzip. Đó, và trong cái thằng trong trong cái hàm array unzip này. Nhá, đâu tới đây nhá. Đấy, trong cái hàm array unzip này mình sẽ truyền vào đây những cái tham số. Thế thì cái tham số đầu tiên của nó sẽ là tên của cái mảng. Đấy, tên của cái mảng mà chúng ta muốn thêm vào. Rồi, thì khi mà mình sử dụng unzip thì hoàn toàn là mình có thể thêm vào một giá trị, hai giá trị hay bao nhiêu giá trị là tùy mình. À, thế thì đằng sau cái tên mảng đấy nó sẽ là những cái giá trị mà mình muốn thêm vào. Đấy, giá trị 1, giá trị 2 gì đấy. Vân vân. Nghĩa là mình thêm bao nhiêu cũng được. Đấy, quan trọng là mình muốn thêm bao nhiêu thì mình đưa từng đấy cái giá trị vào đây. Và mỗi một cái giá trị nó cách nhau bởi một cái dấu phẩy. Đó, thế ví dụ bây giờ khi mà mình muốn thêm vào một cái mảng chẳng hạn. Đây chẳng hạn mình sử dụng cái mảng bên trên này đi, mảng product đi. Đấy, giả sử bây giờ mình hoặc không thì mình tạo ra một cái mảng mới rồi. Rula numbers bằng 345 chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình có một cái mảng 1245 kiểu array à. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm vào đầu mảng thì rõ ràng là cái tham số đầu tiên nó sẽ phải là cái tên mảng là number. Cái tiếp theo sẽ là cái giá trị. Đó, tiếp theo mình sẽ là cái giá trị mà mình muốn thêm vào. Chẳng hạn mình thêm vào 100. Đó, thì thêm vào đầu tiên. Đấy, sau đó chúng ta có thể là va đâm thằng này ra. Va đâm thằng đô la number ra. Để chúng ta xem nó thêm được chưa. Đó. Đây, thầy cho nó xuống dòng rồi đấy. Đấy thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là cái mảng của mình nhá, trước khi mà mình thêm cái dòng này, đâu trước khi mình dùng unzip thì nó sẽ chỉ có 5 phần tử. Đấy, bắt đầu từ 1245 này. 1245. Thế tuy nhiên khi mà mình thêm một cái phần tử là 100 vào đầu mảng và sang bên này hiển thị lại thì rõ ràng nó chèn cho mình một cái phần tử vào cái vị trí index bằng 0 và cái giá trị của nó là 100. Và cái phần tử bên trong cái mảng này bây giờ cái kiểu dữ liệu của nó không phải là string mà nó là số nên nó là int. Do còn ở bên trên kia của mình ấy, đây này, bên trên này của mình thì nó là kiểu dữ liệu dạng string. Đấy, thì nó hiển thị ra cho mình cái kiểu dữ liệu luôn. Rồi thì đấy là thêm vào đầu mảng. Thế thì khi mà chúng ta thêm vào đầu mảng rồi thì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể thêm vào cuối mảng. Đó, một khi mà đã thêm ấy, thì mình có thể thêm vào đầu hoặc thêm vào cuối. Rồi thế thêm vào cuối mảng thì như nào? Đây, vào cuối mảng. Rồi trong thằng JavaScript thì để thêm phần tử vào cuối mảng chúng ta sẽ có hàm push. Đúng không? Array.push. Thế thì bên thằng PHP này thì nó không phải là chấm push mà nó là vẫn là hàm push nhưng mà nó là array gạch dưới push. Và đây sẽ là hàm để chúng ta thêm một cái phần tử vào cuối mảng. Và trong cái hàng array push này thì nó sẽ có những cái tham số như sau. Đầu tiên nó sẽ là tên mảng. Tham số đầu tiên sẽ là tên của mảng. Tham số thứ hai trở đi thì nó sẽ là những cái giá trị mà mình muốn thêm vào trong cái mảng đấy.
Rồi bây giờ thầy sắp xếp lại này một tí nha. Đấy, coi như là chúng ta vẫn sử dụng bảng number ở trên này. Comment lại thằng này. Comment nốt bên trên này lại. Đấy, coi như là chúng ta vẫn sử dụng cái bảng number nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ dùng là thêm phần tử vào cuối thay vì thêm vào đầu. Thì ok, chúng ta vẫn va đâm nó ra đã. Vẫn va đâm cái thằng number này ra. Để nó hiển thị ra cái gì? Để nó hiển thị ra một cái mảng của mình. Thiếu mất thằng free rồi. Rồi thì đây là mảng gốc của mình này. Ở đây sẽ là mảng gốc. Đấy, đây sẽ là mảng gốc của mình nhá. Tiếp đến khi mà mình thêm một cái phần tử vào cuối mảng, đúng không? Array gạch ngang push. Rồi đầu tiên trên mảng này, tiếp đến giá trị muốn thêm vào. Đấy, chẳng hạn chúng ta thêm vào giá trị 55, thêm một giá trị 66 nữa chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ thêm hai cái giá trị vào cuối mảng. Và bây giờ mình sẽ va đâm lại thằng này. Đấy, mình sẽ va đâm lại thằng kia. Rồi mảng gốc của mình có 5 phần tử đúng không? Nhưng mà khi mà sau khi đã thêm phần tử thì rõ ràng là mình thêm hai thằng vào. Thì cái mảng của mình bây giờ nó là 7 phần tử. Đấy, và chúng ta xuống đây xuống kiểm tra. Thấy chưa? Thì nó sẽ thêm cho mình hai phần tử vào cuối. Ok không nhỉ? Thì trong thằng JavaScript ấy, nó có ship và push là để thêm vào đầu và thêm vào cuối của mảng. Thì trong thằng PHP này thì mình có là gì? Array gạch dưới unship. À sorry, ship là xóa đi, còn unship mới là thêm vào. Đấy. Array unship là để thêm vào đầu, còn array push là thêm vào cuối. Đấy, thì đa phần các ngôn ngữ lập trình nó có những cái hàm khá là tương đồng với nhau. Đấy, nên là khi mà chúng ta đã học được một ngôn ngữ rồi thì những ngôn ngữ còn lại đấy, tiếp cận nó cũng nhanh thôi. Rồi thì đây là thêm phần tử vào trong mảng. Thế thì khi mà chúng ta thêm phần tử vào mảng rồi đó, thì mình có thể thêm vào đầu, thêm vào cuối. Thế thì một câu hỏi đặt ra là để thêm vào một cái vị trí bất kỳ thì mình sẽ thêm kiểu gì? Đúng không? Để thêm vào vị trí bất kỳ, còn ai nhớ trong thằng JavaScript để thêm vị trí bất kỳ thì mình dùng cái gì không? Ờ. Trong thằng C cũng thế. Nhớ không? Nhớ không? Không nhớ. Thế có nhớ cái hàm splice không? À, là hàm cắt đấy ạ. Splice. Thì trong thằng PHP nó sẽ có là array. Array gạch dưới splice. Đấy, thì trong cái thằng splice này nó sẽ nhận vào cho mình là bốn cái tham số. Đấy, tham số đầu tiên sẽ là mảng. Đó, tên mảng là cái mảng mà mình muốn thêm vào ấy. Tham số thứ hai sẽ là vị trí cần thêm. Đó, tham số thứ ba sẽ là cái số phần tử mà xóa đi tính từ vị trí cần thêm. Đấy, tham số cuối cùng nó sẽ là cái giá trị mà mình muốn thêm vào. Rồi thì thằng array splice này nó sẽ hoạt động như sau. Đây, comment thằng này lại. Comment nốt thằng này lại. Đấy, thì mảng gốc của mình bây giờ đang có 5 thằng đúng không? Thế thì ví dụ bây giờ mình không muốn là cái thằng mà có index ở vị trí số 2 này nó có giá trị là 3 nữa, mà mình muốn là thằng index, có nghĩa là mình muốn thêm vào ở vị trí số 2 một cái số nó không phải là số 3.
Đấy, vậy thì lúc này mình sẽ sử dụng cái thằng array kia. Supply. Rồi. Thêm vào mảng number. Ở vị trí mà chúng ta muốn thêm vào chính là index bằng 2. Rồi, trong trường hợp chúng ta không muốn xóa đi cái gì cả thì chúng ta để nó là 0. Giờ tí nữa cái 0 này thầy sẽ nói chi tiết hơn. Cuối cùng giá trị muốn thêm vào, ví dụ là bây giờ nó đang là 3 đúng không? Rồi, thì bây giờ mình để nó là 33 đi. Không phải là 3 nữa mà là 33. Rồi. Vậy và đâm lại. Rồi sau này mình sẽ reload lại nha. Đó, thì chúng ta thấy là trong cái mảng này bây giờ nó sẽ có là 6 phần tử. Và cái vị trí index bằng 2 của mình ấy, nó sẽ thay thế cái số 3 bằng 33. Và nó tự động nó đẩy cái index số 3 kìa. Cái index số 2 cũ nó sẽ tự động nó đẩy xuống dưới nhá. Nó sẽ đẩy trực tiếp cái thằng index đấy xuống dưới. Đấy là trong trường hợp mà chúng ta không xóa đi cái gì cả. Đó nghĩa là trong trường hợp cái tham số số 3 này chính là cái số phần tử xóa đi tính từ vị trí cần thêm ấy, là mình không xóa đi cái gì và mình vẫn giữ nguyên, mình chỉ thêm vào thôi. Đó, vẫn giữ nguyên tất cả những phần tử trong đấy mình thêm vào thì mình để nó là 0, nghĩa là không xóa cái gì cả. Còn nếu trong trường hợp đây, trong trường hợp nếu như mà chúng ta để là 1 thì xem là có cái gì thay đổi nhá. Không, số phần tử vẫn giữ nguyên là 5. Yeah. Số phần tử của mình vẫn giữ nguyên là 5. Và ở cái phần tử số 2 này thì giá trị của nó là 33. Tuy nhiên cái thằng phần tử số 2 cũ nó bị mất luôn. Có nghĩa là nó replace bằng một cái giá trị mới là 33. Đó đúng ở cái vị trí index bằng 2 luôn. Thì nó sẽ replace cái giá trị đấy và nó sẽ xóa đi cái giá trị cũ. Nghĩa là nó sẽ xóa đi một phần tử. Được chưa? Đấy, tương tự nhá, nếu mà trong trường hợp mà các bạn để ở đây là 2 thì đồng nghĩa việc là nó sẽ xóa nút cái thằng số 3 đi này. Nghĩa là tính từ cái phần tử đấy nó sẽ xóa đi 2 phần tử. Đấy thì nó sẽ xóa nút cái thằng kia đi. Đấy, xóa nút cái thằng số 4 đi này. Thì bây giờ nó không còn số 4 nữa. Đấy thì đấy là cách mà thằng array supply này hoạt động. Nó còn nếu mà trong trường hợp mình chỉ muốn thêm vào thôi thì mình để là 0. Đấy thì mình sẽ thêm được vào. Đó. Đấy thì đấy là thằng array supply. Để mình thêm vào một cái vị trí bất kỳ trong một cái mảng. Thế thì mình vừa mới đi vào ba cái thằng thêm rồi. Đó, thêm đầu, thêm cuối, thêm vào vị trí bất kỳ. Thì bây giờ đấy, thêm rồi thì mình cũng có thể là xóa đi. Nếu có thêm vào thì mình có thể xóa đi mà. Đấy, vậy thì xóa đi chúng ta sẽ dùng cái hàm như sau. Đây, copy. Đấy, vẫn sử dụng cái number nhá. Rồi và xóa thì chúng ta cũng có xóa đầu, xóa cuối. Đó, xóa đầu và xóa cuối. Và cũng có thể là xóa ở một cái vị trí bất kỳ. Ở đây tạm thời vứt này ra. Rồi thì để xóa vị trí đầu tiên, thêm vào vị trí đầu tiên thì nó có ăn ship. Vậy thì xóa vị trí đầu tiên thì mình sẽ có một cái hàm là hàm ship. Yeah, xóa vị trí đầu tiên này nó sẽ có một cái hàm là hàm ship array gạch dưới ship. Nó không phải là hàm ship trong thằng JavaScript nhá, trong này sẽ là tên mảng. Và ở đây mình sẽ thực hiện là việc xóa thằng đầu tiên đi. Array, sorry, không phải supply mà là ship. Rồi nhập vào đây là dollar number. À, thì sang bên này chúng ta sẽ kiểm tra lại. À, ok, đã xóa. Đấy, thì mở gốc của mình vẫn là 5 đúng không?
Nhưng mà khi mà mình xóa đi, nó xóa phần tử đầu tiên, có nghĩa xóa thằng số 1 đi này, thì lúc này cái mảng của mình nó chỉ còn lại 4 phần tử thôi. Đấy, bắt đầu là 2, 3, 4, 5. Đấy, thì mình đã xóa luôn được thằng số 1 đi rồi. Đấy, thì đấy là xóa ở đầu tiên. Cái này chắc là các bạn nó không có lạ lẫm gì. Đấy, trong JavaScript nó cũng có. Đấy, tiếp đến thì mình có thể xóa ở vị trí cuối cùng. Mình có thể xóa nó ở vị trí cuối cùng đi. Có push đúng không? Thế thì để xóa một cái phần tử ở vị trí cuối cùng trong JavaScript thì mình dùng cái gì? Pop. Đúng, pop. Thế thì trong thằng PHP này nó sẽ có một cái hàm là array gạch dưới pop. Công dụng giống hết thằng kia. Đấy, array gạch dưới pop, trong này sẽ là tên mảng. Đấy, thì nó sẽ tự động xóa đi cho chúng ta là cái đây, comment hỏi lại. Đấy, nó sẽ tự động nó xóa đi cho mình cái phần tử cuối cùng. Đấy, sang để kiểm tra nhá. Đây là vẫn là mảng gốc 1 2 4 5. Đấy, còn đây là sau khi mà đã xóa phần tử cuối cùng thì nó chỉ còn 1 2 3 4 thôi. Đấy, thì thằng pop này nó hoạt động không khác gì cái thằng pop bên trong JavaScript cả, giống nhau thôi. Đấy, thì cái này cũng đơn giản, không nói làm gì. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta muốn xóa một vị trí bất kỳ, ví dụ như là ok, không muốn xóa đầu, không muốn xóa cuối nữa, mà tôi muốn xóa cái thằng index bằng 3 đi chẳng hạn. Được. Ví dụ mình xóa thằng index bằng 3 đi, thì nó sẽ có một cái hàm trong thằng PHP này. Đấy, không giống với lại mấy thằng kia. Rồi, nó sẽ là hàm unset. Chúng ta sẽ sử dụng hàm unset. Bên trong này sẽ là tên mảng, đến mở đóng ngoặc vuông, index. Yeah, ví dụ thằng number này của mình đúng không? Rồi, lại hiển thị ra mảng gốc. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng thằng unset để mình xóa trong cái mảng là number, vị trí index muốn xóa là 3, chấm phẩy, sau đó 3 năm lại. Rồi, thì các bạn thấy nó mất đi số 4 chưa? Bây giờ nó chỉ còn 1, 2, 3, 5 này. Đấy, nghĩa là trong cái thằng unset này này, mình muốn xóa đi thằng nào thì mình có thể là xóa dựa theo cái index của nó. Đó, mình có thể xóa dựa theo index của nó nhá. Đấy, ngoài ra nếu mà trong trường hợp mà mình muốn xóa cái thằng, mình muốn dùng thằng unset này cho một cái mảng mà có key ở đây này. Đây. Đấy, ví dụ mình muốn dùng cho mảng mà có key ở đây. Chẳng hạn thằng này đi, copy xuống dưới nhá. Đấy, ví dụ thằng này đúng không? Mình muốn xóa dựa vào key. Thì trong này nó thực tế ra là nó đúng ra thì nó phải ghi là key. Đấy, vì unset này có thể sử dụng cho một mảng thông thường hoặc là một mảng theo dạng là định danh. Đấy, thế thì bây giờ mình hoàn toàn có thể sử dụng thằng unset để mình xóa đây. $ new product. Xóa thằng Xiaomi đi nha. Xóa thằng Xiaomi đi. Và mình va đâm lại. $ new product. Rồi, sao mày reload. Không, thấy nó xóa đi thằng cuối cùng chưa? Xóa đi thằng Xiaomi chưa? Ở đây là xóa đi nhá. Còn hoàn toàn chúng ta có thể thêm vào này. Thì đối với một cái mảng định danh ấy, thì ngoài việc chúng ta sử dụng mấy hàm kia, thì mình có thể thêm vào bằng cách như sau. $ new product. Thêm vào cái key mà chúng ta muốn đưa vào. Ví dụ thêm vào thằng
VSmart chẳng hạn. Rồi, dán giá trị cho key đấy. Rồi, one đi. Chấm phẩy. Sau đó mình va đâm lại. Đấy, thì các bạn có thể thấy nó sẽ thêm cho mình một cái key mới với cái kiểu dữ liệu là string và giá trị của nó là do 1, do 1. Đấy, thì đối với đây là đối với mảng mà định danh nhá. Đúng không? Xóa đi thì mình có thể dùng unset. Đấy, thêm vào thì mình có thể là sử dụng bằng cách là gán một cái, có nghĩa là thêm một cái key mới và gán cho nó một cái giá trị mới luôn. Đấy, thì nó sẽ thêm vào cho mình. Thưa thầy cho em hỏi xíu là ví dụ một cái mảng bình thường mà mình lại cố tình gán bằng cái mảng kiểu định danh này thì có bị lỗi gì không ạ? Cố tình gán bằng mảng định danh á? Vâng, tức là ví dụ bình thường là nó đang cái key của nó đang là như này đúng không? Và xong lại cho một cái câu lệnh đấy vào ấy. Đây đúng không? Vâng. Và mình va đâm ra thằng number. Đây à? Vâng. Cho vẫn được luôn. Vẫn được luôn. Ừ. Vâng. Đấy, nó vẫn được. Đấy, chỉ có điều bây giờ là cái thằng key này nó không phải là 5 nữa, đúng không? Mà nó sẽ là cái chuỗi mà mình đưa vào thôi. Thế thì cái thằng phía sau cái thằng VSmart này thì nó là 5 hay là nó là 6? À cái nghĩa là cái key. Ý là cái key đằng sau này đúng không? Sau vâng. Cái giá trị này đúng không? Vâng. Nó là 5 hay là 6 à? Đấy, nếu mà muốn biết là 5 hay là 6 á, push hơn nữa. Array push đúng không? Hola number. Đấy, 50. Cho nó lên trên bắt đầu. Yeah, thần kỳ chưa? Rồi. Nó vẫn là 5 nhá. Vì là cái thằng này nó là một cái key định danh. Đấy, nên nó sẽ không ảnh hưởng đến việc là cái key theo index của mình. Đấy, thì thằng PHP nhiều lúc nó cũng khủ khẩm như vậy. Đấy, tất nhiên là mỗi một cái ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ có điểm hay ho và điểm nó hơi khủ khẩm một chút. Đấy, nhưng thông thường thì không có thằng nào nó sử dụng kiểu lẫn lộn như thế. Vì quan trọng là nó biết là nên sử dụng cái mảng như thế nào thì nó sẽ không sử dụng kiểu lẫn lộn. Đấy, còn thực tế lẫn lộn thì ok, nó vẫn không báo lỗi. Đấy, chỉ là không có thằng nào sử dụng thôi. Vâng. Đấy, nhìn chung thì cái mảng trong thằng PHP này thì nó còn một số cái nữa cũng khá là hay ho. Đấy, tuy nhiên thì đến lúc nào mà chúng ta đi vào cái phần assignment những thứ thì mình sẽ động vào nó nhiều hơn. Đấy, còn bây giờ thì lại vào phần thực hành tiếp theo cho đỡ chán. Đấy, mình sẽ đến phần thực hành tiếp theo. Còn về phần xử lý form trong PHP ấy, thì mình sẽ có một cái buổi ngày hôm sau là xử lý form và validate bằng PHP. Validate form ấy bằng PHP. Đấy, thì buổi ngày hôm sau thì mình sẽ đi vào cái phần đấy. Đấy, còn tạm thời hôm nay thì chúng ta sẽ đi nốt cái phần thực hành nữa. Đấy, thì đợi chút, thầy sẽ đẩy cái bài thực hành lên trên cái classroom nhá. Đấy, sau đó sẽ check xem là tình hình các thanh niên đến đâu rồi. Có cần thầy đẩy cho cái demo lên trên classroom không? Có thầy, đẩy hết lên luôn đi ạ. Ừ, được, thế thì để đẩy lên nhá. Đấy, trong cái thời gian mà đẩy cái phần code demo lên thì các bạn xem cái phần đề bài 3 đi. Do gì xong cái phần xử lý form xong thì mình sẽ đi vào cơ sở dữ liệu thôi. Lúc ấy sẽ kết nối cơ sở dữ liệu rồi bắt đầu là vào assignment. Đấy. Đấy, các thanh niên về ôn lại phần HTML CSS đi nhá. Lúc sau mình có phần thực hành là cũng phải code HTML CSS nữa đấy. Ừ, xử lý form thì là post get và isset. Đấy, xong validate bằng PHP luôn.
cho mình code bằng trên form mà thầy. Đúng bài rồi, sau này không em bảo cái bài thực hành hôm sau ấy. Ờ đúng rồi, bài thực hành hôm sau thì sẽ có một cái giao diện và có một cái form. Đấy, sau đó thì mình sẽ là lấy cái dữ liệu mà form nó gửi đi, hiển thị dữ liệu ra hoặc là điều hướng sang một cái trang khác và hiển thị dữ liệu sang trang đấy. Rồi xong có thêm một cái phần thực hành bài số 4 nhá. Rồi các thanh niên vừa được update bài số 5 nhá. Đấy, đặc biệt những ai tên Duy thì nên lưu ý cố gắng làm bài số 5 ngon lành. Rồi Duy, Duy làm xong bài số 5 cho Duy ơi. Rồi bài đấy mới là bài cần làm chứ. Bài đấy là bài bài kết hợp nhiều thứ nhất trong cái bài hôm nay ấy. Ơ gì đâu. Thầy nhớ đến thằng bạn cũ của thầy mà. Phải làm xong mới biết là không hợp lý, đề bài ra quá hợp lý rồi. Đấy. Vẫn có mảng nhá, vẫn có vòng lặp để duyệt mảng nhá. Vẫn có in ra kết quả, vẫn có tính, vẫn có những cái hàm xử lý mảng trong đấy luôn. Hợp lý, bài này phải nói là quá hợp lý. Rồi ok. Để đi ngó nghiêng bài của mấy đứa kia xem nào. Report đề bài hay quá. Thôi đi ngó nghiêng bài mấy thanh niên còn lại xem nào nhá. Bình rồi. Tự nhiên nhìn thấy Bình ngay giữa màn hình. Bình đâu rồi, Bình đâu rồi? Nguyễn Văn Bình à? À Vũ Ngọc Bình. Vũ Ngọc Bình. Ô thầy đâu rồi? Sao mất điểm danh cái nơi này? Đâu rồi? Bình đâu rồi? Bình lần 2 này. Rồi Bình sau bài thầy xem là làm được cái gì rồi. Chưa làm được cái gì á. Có 5 bài từ dễ đến khó, chưa làm được cái gì. Hết giờ. Đó, cái máy của ông đâu? Rồi, Vân Anh giơ tay phát biểu đi. Bài nào? Bài trên trên Classroom ấy. Cô đang giơ tay phát biểu mà. Ấn nhầm à? Vào gỡ rối ông Bình đúng không? À tưởng vào gỡ rối ông Bình. Kinh thật. Ông Bình máy bị làm sao đấy? Không kiếm máy về thực hành đi đến lúc lại chết. Đến tầm này mà đi thi là không ai cứu được ông rồi nhá. Đấy kiếm máy về đi, kiếm máy về mà thực hành đi.
Rồi sao nào, có nghiêng tí nữa sao nào? Đỗ Công Hùng đâu? Ông đánh lên đây. Đấy thế ơi. Đâu sao nào? Đánh AD, bố đánh AD, SD cho. Phần nào mà gặp nó gọi luôn. Đánh ra phu đi, đánh ra phu thì đánh Messi. Là kìa. Kỳ giật vẫn đang... Ê, mẹ à? Alo à? AD support cái gì? Ôi, đánh ra xua đi. Cái Sam em bị hỏng gì ạ? Tôi hiểu không hiểu sao không lấy được. Đâu sâu màn hình. Đâu ấy mà thầy em mà sâu màn hình như sao nào? Đây thôi. Không hiểu nó bị gì em thầy ạ, không dùng được. Hình như ông đang chạy Sam rồi mà. Đợi đợi, đợi tí em tắt đi nhé. Uầy, úi xồi. Tôi gọi xem cốt trước đi, tí nữa ông chạy lên thì chạy sau. Mày hỏng em không cốt gì ạ? Ừ kìa. Do ông mở nhiều quá nó không chạy nữa, không chạy được đấy. Em không mở, mở một cái nó cũng không chạy. Ừ kìa. Tôi đọc cái notification đi. Mấy hôm trước rồi. Hình như hôm trước vừa fix được mà. Không hiểu nhưng mà lại bị đấy ạ. Không hiểu sao lại bị. Tôi bó thử đi nha này. Không được đấy ạ. Đấy. Em thử vào cái zoom khác. Hiểu sao là cứ tôi cho cổng của em là cổng 443 mà thì phải localhost 2.443 chứ. Localhost 2.443. Enter. Gì vậy? Không biết nó cũng hiện ra thế này thì ạ. Không hiểu sao. Đâu rồi, để tí tôi điểm danh xong rồi xem nhá. Đâu rồi, điểm danh đấy nhá. Rồi điểm danh này, Ngọc Bình, Văn Trương, Thành Đạt, Bích Diệp, Tùng Dương, Ánh Dương, Văn Duy, Thanh Hải, Hữu Hà, Trung Hiếu, Văn Hoàng, Công Hùng, Phúc Hưng, Anh Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Phúc Hưng, Quốc Khánh, Gia Khánh, Khánh Linh, Nguyễn Gia Khánh và Trần Khánh Linh, Xuân Nam, Tuấn Nghĩa, Quang Nghĩa, Phạm Tuấn Nghĩa, Quỳnh Ninh, Hữu Quang, Văn Sang, Thế Tâm, Duy Tân, Đức Thắng. Thế Tâm và Duy Tân. Tâm có ở đây mà nhỉ? Nguyễn Duy Tân, Tiến Thành, Phương Thảo, Huy Trung,
Anh Tuấn, Quốc Việt, Văn Việt. Anh Tuấn có. Đâu rồi, anh Tuấn đâu vậy? Đây thầy ơi, gãy tay không chát được. Là gãy tay không chát được. Để đọc lại những bản vắng mặt ngày hôm nay nhá. Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Gia Khánh, Trần Khánh Linh, Phạm Tuấn Nghĩa, Nguyễn Duy Tân. Rồi ok, không có ai điểm danh nhầm nữa thì tạm thời mình nghỉ đây đã. Em chào thầy ạ. Rồi hôm sau gặp lại. Chào cả lớp.